Hôm nay các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn chìm trong giá rét. Dù nhiệt độ xuống dưới 10 độ C nhưng người dân vẫn đổ xô lên các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái để ngắm hoa đào rừng hay còn được gọi với tên khác là hoa tớ dày, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp đang độ vào xuân. Ghi nhận của phóng viên VTC14 đang có mặt tại đây. Bản Háng Gàng, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, những ngày này trở nên rực rỡ hơn bởi sắc hồng của hoa tớ dày. Chị Trịnh Thị Lý và bạn của mình đã quyết định di chuyển xe máy từ trung tâm huyện Mù Cang Chải tới đây để được ngắm hoa tớ dày. Quãng đường dài 15 km trong giá lạnh, chị phải chuẩn bị thêm mũ, áo giữ nhiệt để không bị cảm lạnh. Được hòa mình trong sắc đỏ hồng của hoa tớ dày, chị cảm thấy vô cùng thích thú. Lên đến đây rồi thì thấy nó thực sự xứng đáng cho cái công sức bỏ ra. Khung cảnh rất là đẹp, mà hoa tuyệt vời và không khí thì thật sự là rất là trong lành. Về đêm và sáng buốt nên là hai chị em cũng phải chuẩn bị rất là nhiều, nào là áo giữ nhiệt rồi mua các cái gọi là miếng dán giữ nhiệt nữa. Ở trong này là hai lớp áo để cho giữ ấm chứ còn không thì không thể nào mà chịu nổi được cái lạnh này. Chị Trịnh Thu Hiền đã nhiều lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa tớ dày. Theo chị, năm nay thời tiết lạnh hơn nên từ giữa tháng 12 hoa đào rừng đã nở phủ sắc hồng khắp mọi miền núi ở Mù Cang Chải. Lần này thì mình cảm thấy nhận được nó khác mọi lần, là đợt này là có một cái sắc hoa nó rực rỡ, thứ hai là nở rộ ở cái bản Háng Gàng này, và cũng rất là mong là du khách ở gần xa cũng sẽ đến để trải nghiệm với cái bản và cùng với người Mông để đón một mùa xuân mới. Giữa một cái thời tiết giá lạnh khá là buốt, buổi sáng thì chỉ 5-6 độ thôi, nhưng mà vào tới đây, vào cái khu mà có rất nhiều hoa tớ dày màu hồng, màu đỏ nở rực rỡ đẹp như thế này, nó xua tan cái giá lạnh đi và có lẽ là lòng người cũng ấm lên. Giữa một cái không gian chập trùng là đồi núi và các cái màu cây xanh thì cái màu sắc của hoa tớ dày nó có lẽ là nó là một cái điểm nhấn để tạo nên một cái sức hút và điểm nổi bật cho Mù Cang Chải đón nhân dân và du khách tới tham quan du lịch. Theo người dân địa phương, hoa tớ dày ở Mù Cang Chải rực rỡ nhất tại bản Chống Tông, bản Chống Báo Sang, xã La Bán Tẩn. Ngoài ra, một số nơi khác cũng tập trung nhiều cây như bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha, bản Mí Háng, xã Mồ Dề và xã Lao Chải. Cảnh ở đây rất là đẹp và rất là yên tĩnh, và hoa năm nay thì nó lạnh sớm nên là hoa nở rất là đẹp và nở rất là nhiều. So với mọi năm thì hoa nó không nở nhiều bằng như năm nay. Tôi đây là lần đầu tiên vào đây nhìn thấy hoa nở rất là đẹp rồi. Hoa nở nhiều lắm. Tôi cảm nhận về du khách là rất là thích về cái loài hoa này. Bởi vì ở Mù Cang Chải thì loài hoa này là một loài hoa nó tự nhiên. Nó nở ở khắp núi đồi và ở trên độ cao trên 1.000 mét. Thì loài hoa này thì tôi thấy nó có một màu sắc nó rất là rực rỡ, mà mỗi khi du khách đến với Mù Cang Chải và đến với mùa xuống ấy, thì hầu như du khách nào cũng muốn ghé qua để chụp hình. Tháng 12 đến tháng 1 dương lịch hàng năm được coi là thời điểm đẹp nhất khi đến với Mù Cang Chải, khi những chùm hoa tớ dày nở rộ, nhuộm hồng trên các đỉnh núi. Năm nay, thời tiết lạnh rét còn được dự báo kéo dài sang đến đầu tháng 1 năm 2024. Do đó, du khách sẽ có thêm thời gian để tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên của huyện vùng cao xa xôi này.